Trước thông tin nhiều thí sinh tra cứu được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên hệ thống dù chưa đến thời gian công bố, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Tối 15 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, điểm thi sẽ được công bố theo đúng kế hoạch ban đầu là 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7. Bộ đã khóa hệ thống và kiểm tra lại trước thông tin một số thí sinh tra cứu được điểm thi trên địa chỉ hệ thống của Bộ tại thí sinh chấm thi trung học phổ thông quốc gia edu vn ở cao login hiển thị thông báo hiện tại không phải khoảng thời gian truy cập hệ thống thí sinh vui lòng truy cập lại hệ thống sau 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023 theo một số chuyên gia việc nhiều thí sinh tra cứu và biết được điểm thi tốt nghiệp là do sự cố nào đó ngoài ý muốn có thể hiện nay nhiều tỉnh thành nhập dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông lên hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo Quá trình đưa dữ liệu này hệ thống chưa khóa, thí sinh vô tình đăng nhập nên biết được điểm. Chiều nay một số thí sinh chia sẻ hình ảnh tra cứu thành công điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trên mạng xã hội theo hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo một phụ huynh ở Đà Nẵng, khoảng 15 giờ chiều nay, lan truyền tin đã tra cứu được điểm thi trung học phổ thông trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo dù chưa tới ngày công bố. Phụ huynh này nói Tôi và con vào tra thử thì bất ngờ hiển thị đầy đủ thông tin, số báo danh, điểm của tất cả các môn thi. Một số thí sinh ở tỉnh Tuyên Quang cũng tra cứu thử và biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Đến 16 giờ, thí sinh ở các địa phương khác tra thử thì không ra kết quả.